Xin kính chào quý vị và các bạn quay trở lại với bản tin SPTV. Quý vị thân mến, câu nói cười người hôm trước hôm sau người cười quả là không sai chút nào khi theo dõi xuyên suốt vụ drama của bà Nguyễn Phương Hằng. Từ đầu cho đến tận ngày hôm nay và thêm một chút thời gian ngắn nữa thôi, cả nước sẽ chứng kiến kết quả chung cuộc giữa thiện và ác, chánh và tà. Không nói thì ai cũng biết phần thắng đang nghiêng về nữ CEO. Hàng triệu fan hâm mộ đều rất háo hức chào đón sự trở lại của bà chủ Đại Nam. Quý vị còn nhớ những ngày đầu khi mà tên phà mãi Lê Hồng Nam bắt tạm giam bà Phương Hằng vào trại T30 và ghép vào điều luật 331, thì đâu đó chúng ta đang thấy những kẻ ngoài kia như đám ca nghệ sĩ bẩn và những fan u mê của bọn gừng sĩ, hài sĩ đã mở tiệc ăn mừng hoành tráng. Họ hả hê vui đùa kịch cỡm, nhưng giờ đây xem ra là những bữa tiệc đó đã tàn vì rất nhanh thôi. Sẽ đến lượt họ triền miên với những đêm dài mất ngủ, con tim của họ đã bắt đầu loạn nhịp, đầu óc của họ đã bắt đầu bấn loạn lo âu và chẳng thể ngồi yên được nữa. Nhiều bọn ác quan và đám gừng sĩ bẩn như ngồi trên đống lửa, vì khi mọi việc được làm sáng tỏ trước phiên tòa xét xử sắp tới đây, thì cũng chính là ngày tàn của những lũ ô hợp hại dân hại nước này. Và một điều bọn chúng cũng biết rất rõ là giấy thì không thể nào mà gói được lửa được, và chân lý ngàn đời là tà cũng sẽ không bao giờ thắng được thiện đâu. Và việc những fan yêu mến cô Hằng cần làm bây giờ là chúng ta phải tin vào cách làm việc của các cơ quan chức năng. Vì khi mà bác Trọng đã quan tâm đến vụ này thì không ai có thể bóp méo sự thật. Bắt cá bé trước, đến khi chín mùi thì hút mẻ cá lớn sau. Vì nhà nước ta làm việc công tâm sẽ đi theo từng bước. Chúng ta cũng hãy chờ đợi kết quả từ các cơ quan chức năng, vì cuộc chiến của một người có tiền nhưng không dùng tiền, có vị thế, chỗ đứng trong xã hội nhưng không ỷ lại. Đó là cách mà cô Hằng đã từng làm và cô cũng không dựa dẫm vào ai. Cô Hằng cũng muốn một mình là một người dân bình thường, nói lên tiếng lòng của hàng người dân bình thường. Những người nghèo, người lao động đó là giá trị cốt lõi xuyên suốt drama này. Dù chúng ta là yêu hay ghét, thích hay không, chúng ta cũng hãy trân trọng những người như vậy. Vì không biết rằng 1.000 năm nữa thì chúng ta có còn gặp lại một Nguyễn Phương Hằng hay là chú Huỳnh Uy Dũng như ngày hôm nay hay không? Những người khác là họ có sẵn sàng hy sinh giống như chú Dũng và cô Hằng đã làm hay không? Cuộc chiến này không để thắng hay thua mà là để thức tỉnh những con người mù quáng u mê lầm lỡ ngoài kia. Và chúng ta và tôi đến với drama này cũng chẳng quen biết với cô Hằng, cũng chẳng đóng góp được gì cho cô. Nhưng nếu cô là một vị tướng thì chúng ta nguyện cũng là người, những chiến binh trung thành. Và qua đây tôi và quý vị thấy được điều gì qua drama này là công bằng sẽ luôn ở cùng những người có tâm thiện. Nên chúng ta thấy rằng sau khi Bộ Công an có động thái mới thì những người tố cáo cô Hằng đã âm thầm rút đơn, thì chắc chắn một điều rằng sông tố bảo lũ củi tươi củi khô to nhỏ đều sắp trôi sông Sài Gòn. Có lẽ những cái thông tin của cô Phương Hằng đã đưa qua trong cái drama thời gian vừa rồi, thậm chí là khi mà cô bị bắt, thật sự mọi người rất là buồn. Nhưng mà đâu đó thì chúng ta vẫn phải thấy được những gì cô nói được và mọi người lặp đi lặp lại nhiều lần, được mọi người chú ý nhiều hơn và những việc làm của cô chú ấy đối với cộng đồng được chia sẻ mạnh hơn. Đó là những cái mà chúng ta cảm thấy là những điều tích cực ngày càng được cộng đồng cũng như là rất nhiều fan hâm mộ, những người theo dõi cái drama này ngày càng quan tâm, và đó là những cái vấn đề của xã hội nhiều hơn. Đó là cái điều tích cực mà cô Phương Hằng có thể là đã gào thét trong suốt hơn 2 năm qua, đến thời điểm này đã gọi là thành công. Vì thế, theo sự quan sát của bản thân chúng tôi, từ ngày cô Phương Hằng bị bắt tới nay thì cái tiếng nói của nhân dân càng trở nên mạnh mẽ, vì tất cả những cái điều là cô Phương Hằng là một cách âm thầm trong suốt những cái khoảng thời gian trước đây được mọi người biết tới cũng như chia sẻ mạnh hơn. Có những cái clip được chia sẻ như thế này khi họ được hỗ trợ là mổ tim cho những đứa con sau, khi cô Phương Hằng bị bắt cũng như là khi cô đứng lên nói về những cái câu chuyện trong suốt khoảng thời gian hơn 2 năm. Thì họ biết rằng cái quỹ mổ tim hàng hữu cũng như là việc hỗ trợ của các con em họ được mổ tim trong suốt thời gian trước đó là quỹ mổ tim hàng hữu cũng như là của cô siêu Nguyễn Phương Hằng và chú Huỳnh Uy Dũng đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết với các quỹ mổ tim hàng hữu. Và có rất nhiều những cái clip được chia sẻ thật sự. Siêu Nguyễn Phương Hằng là một người rất gần gũi, đôi lúc đích thân gọi điện là hỏi thăm tới những cái gia đình được hỗ trợ mổ tim. Đó là những cái điều mà chúng ta phải nhìn nhận. Ai cũng cho rằng là cái việc phát ngôn của cô Phương Hằng trên sóng livestream như vậy, người ta không đồng tình. Nhưng mà vì điều gì mà người ta lại bức xúc để mà phải có những cái lần mà bật khóc trên những cái livestream và có những phát ngôn như vậy? Hãy nhìn nhận vào cái mà cô ấy đã làm chứ không phải nhìn vào những cái livestream như vậy để mà đánh giá một con người thật sự qua drama này.
Chúng tôi, những người làm chương trình, cũng rất biết ơn cô Hằng về những việc làm thiện nguyện của vợ chồng cô đã làm trong suốt nhiều năm qua. Quỹ Hằng Hữu cho trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh, não uống thủy, quỹ Giờ Vàng, quỹ giúp đỡ những người trong trại phục hồi nhân phẩm, nhà máy lọc nước, cầu đường, trường học, hàng trăm nhà tình nghĩa cho mẹ Việt Nam anh hùng, hỗ trợ oxy, găng tay y tế, mùa dịch. Đó là sự sống, là tương lai của biết bao nhiêu gia đình. Cảm ơn cô đã cho chúng tôi thấy được những cạm bẫy của đời sống, cho chúng tôi nhiều bài học quý giá và không một giảng đường nào mà có thể dạy được. Quý vị thân mến, mới đây thì trưởng thôn bị chỉ trích vì tẩy trắng cho Thủy Tề, vụ 6 tờ 500 thành 5 triệu. Thời còn khuấy đảo mạng xã hội thì bà Phương Hằng đã nhận xét vợ chồng Thủy Tề rất là cao tay, không chỉ là bậc đàn anh đàn chị trong lĩnh vực từ thiện mà hai vợ chồng nhà này còn có sẵn trong lĩnh vực truyền thông như cái thời bầu trời showbiz rực sáng bởi ngôi sao kê Trấn Thành. Một chàng hề đóng hài nhưng sở trường sở thích là khóc nhè, đã không rơi một giọt nước mắt. Nhưng cô tiên mùa lũ thì đã có một màn khóc tràn màn hình khiến bà Phương Hằng phải thốt lên: khóc còn mẹ gì. Khác với những nghệ sĩ khác ở sao kê từ thiện, vợ chồng Thủy Tề, luật sư cùng phóng viên của hàng chục tờ báo đã kéo đến trực tiếp ngân hàng nhằm làm sáng tỏ câu chuyện minh bạch từ thiện. Ekip livestream hùng hậu, phóng viên chỉa máy quay tứ phía, quay cận cảnh khoảnh khắc in sao kê từ thiện của đôi vợ chồng nhà này. Vô tình thì quay đúng lúc mà Thủy Tề mở ra vài cái thùng cắt tông trống rỗng mà trước đó cô tuyên bố chứa giấy in sao kê hàng trăm tỷ. Và ngày 21 tháng 9 tới đây, phiên tòa xét xử bà Phương Hằng là sẽ diễn ra. Và bất ngờ thay, câu chuyện từ thiện 6 tờ 500 thành 5 triệu xảy ra, bỗng dưng được Thủy Tề giải trình một cách cực kỳ có tâm. Sau 3 năm hoài nghi, chính chủ cũng đã lên tiếng, cũng thông cảm cho cô. Vì khi mẹ cô trở dạ phải đọc hết quyển kinh Địa Tạng thì mới chịu lên bàn rặn đẻ, nên cô thì cũng phải đợi tròn 3 năm mới rặn ra được một câu trả lời. Trần tình của Thủy Tề đẫm nước mắt, cứ xoáy sâu vào cảm xúc của người đọc. Thế nhưng vẫn không thuyết phục được dư luận về tính minh bạch của mùa lũ năm nào. Bởi cô cho rằng bản thân mệt mỏi nên xảy ra nhầm lẫn. Nhưng nhầm lẫn gì mà khôn ghê á, chỉ toàn nhầm thiếu chứ không nhầm thừa. Cũng trong chính bài viết tẩy trắng, Thủy Tề cũng vô tình thừa nhận là việc phát tiền không chuyên nghiệp, cảm tính, mặc dù bề dày của cô trong lĩnh vực từ thiện tính bằng năm chứ không phải là bằng ngày hay là bằng tháng. Cứ cho rằng là cô là ca sĩ, chuyên môn của cô là hát, cô không có chuyên môn phát tiền, thế nhưng cô lại không chịu đưa tiền cho người có chuyên môn đi làm. Đánh giá về nước đi lạ lùng của nữ nghệ sĩ tài năng, nghệ thuật thì ít, tài năng kinh doanh thì đỉnh cao. Nhiều người làm truyền thông nhận xét Thủy Tề đang chơi chiêu chạy truyền thông trước phiên tòa ngày 21 tháng 9. Ngay sau bài viết của Thủy Tề, hàng loạt các bài viết liên quan đến cách bóc khai thác vừa qua, báo chí đã có bài viết Thủy Tề giải thích vụ 6 tờ 500 thành 5 triệu khi đi từ thiện. Đại diện địa phương lên tiếng, theo đó thì lãnh đạo địa phương khu vực trong video là thôn Hạ Sơn, xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình đã lên tiếng. Ông Nguyễn Văn Lân, trưởng thôn Hạ Sơn cho biết, tôi cũng chưa rõ những lùm xùm mới đây của cô ca sĩ Thủy Tiên. Tuy nhiên, trong buổi hỗ trợ tiền của Thủy Tiên cho người dân thôn tôi vào cuối năm 2020, thì có việc một vài người nhận thiếu tiền, nhưng sau đó đoàn đã trao đủ mỗi hộ nhận 5 triệu đồng không ai thiếu. Như vậy, theo xác nhận của lãnh đạo địa phương thì Thủy Tiên không hề phát thiếu tiền như các video lan truyền trên mạng xã hội. Thưa quý vị, báo chí viết sao thì chúng tôi đọc như vậy. Ông trưởng thôn thông tin sao thì chúng tôi cũng đọc y như vậy. Còn tin tưởng hay không, còn phải đối chiếu rất nhiều thông tin đã được cung cấp. Trước đó, vào ngày 12 tháng 11-2021 thì báo VTC News đăng tải bài viết huyện ở Quảng Bình không thể rà soát hoạt động từ thiện của cô ca sĩ Thủy Tề. Theo bài báo này, ca sĩ Thủy Tề về hỗ trợ người dân sau đợt lũ lụt cuối năm 2020. Cô và đoàn đã về thẳng địa phương mà không thông qua Ủy ban Nhân dân huyện. Khi về các xã, ngoài một số lượng nhất định như là kế hoạch ban đầu, Thủy Tề cùng chủ động hỗ trợ tiền mặt cho một số người dân theo kiểu là tùy tâm tùy người, không cố định tiền cụ thể nên công tác thống kê gặp nhiều khó khăn. Báo Tuổi Trẻ đăng tải bài viết Thủy Tề trao tiền tùy tâm tùy người. Huyện Lệ Thủy không thể thống kê chính xác vào ngày 12 tháng 11-2021 với nội dung lãnh đạo cơ quan này cho biết lý do mà khi ca sĩ Thủy Tề về hỗ trợ người dân sau đợt lũ cuối năm 2020 có đoàn không thông qua Ủy ban Nhân dân huyện khi về các xã.